Chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung dự cuộc họp. Tại kỳ họp cuối năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố được giao chuẩn bị 51 nội dung. Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn thành trình Hội đồng Nhân dân thành phố 11 nội dung và có 10 tờ trình công trình thuộc nhóm B. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố 271 nội dung công việc, hiện đã hoàn thành 249 nội dung. Tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về tiến độ triển khai việc chuyển đổi mô hình hoạt động Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân vùng dự án treo, đề án kiểm soát sự phát triển phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, đề án xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được. Kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân dự kiến sẽ được tiến hành trong 3 ngày, ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 12 năm 2020. Đây là một kỳ họp quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020, phương hướng cho năm 2021, mà còn có ý nghĩa trong việc quyết định những nhiệm vụ phát triển của cả một chặng đường 5 năm tới trong nhiệm kỳ 2021-2025. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng và tiến độ.